Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 8, Ban chỉ đạo biên soạn công trình lịch sử Đà Nẵng từ khởi thủy đến năm 2020 họp đánh giá tiến độ triển khai công trình. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Công trình lịch sử Đà Nẵng từ khởi thủy đến năm 2020 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ bên A và bên B gồm Hội Khoa học Lịch sử thành phố, cơ quan chủ trì, Ban chủ nhiệm đề tài đã ký hợp đồng về việc thực hiện nhiệm vụ này. Thời gian thực hiện 36 tháng từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 4 năm 2026, tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Công trình gồm 6 tập, tập 1 lịch sử Đà Nẵng từ khởi thủy đến năm 1604, dự kiến từ 250 đến 300 trang. Tập 2 lịch sử Đà Nẵng từ năm 1604 đến năm 1888, dự kiến 450 đến 550 trang. Tập 3 lịch sử Đà Nẵng từ năm 1888 đến năm 1945, dự kiến từ 450 đến 550 trang. Tập 4 lịch sử Đà Nẵng từ năm 1945 đến năm 1975, dự kiến 450 đến 550 trang. Tập 5 lịch sử Đà Nẵng từ năm 1975 đến năm 2020, dự kiến 450 đến 550 trang. Tập giảng yếu lịch sử Đà Nẵng từ khởi thủy đến năm 2020, dự kiến 300 đến 400 trang. Qua nghe tiến độ triển khai đề tài, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa lịch sử chính trị quan trọng của Đảng bộ thành phố. Vì vậy, đề nghị các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban chủ nhiệm đề tài triển khai công tác biên soạn, thực hiện công trình một cách thuận lợi, đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đối với Ban chủ nhiệm đề tài, cần tập trung trí tuệ, đảm bảo tính khách quan, tính chính trị và hàm lượng khoa học trong công tác biên soạn, hoàn thành công trình đúng với mục tiêu, nhiệm vụ, tầm vóc được giao.